xác định cơ chế pháp lý và nguồn lực tài chính cho đề án giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích kinh thành Huế. Vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục sau 10 năm thực hiện chiến lược biển của ngành thủy sản. Thừa Thiên Huế chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi, mối nguy trực tiếp cho ngành chăn nuôi hiện nay. Kính chào quý khán giả của Huế ngày mới. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 10. Và bây giờ hãy cùng khởi động cho một ngày mới. Chiều qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Phan Ngọc Thọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2018, đồng thời thông qua đề án giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế và một số đề án quan trọng khác. Cùng dự họp có ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Báo cáo tóm tắt của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, tổng thu ngân sách ước 9 tháng đạt 5.476,1 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 8,5%. Tổng chi ngân sách ước đạt 6.174 tỷ đồng, bằng 61,89% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 9 tháng năm 2018 ước đạt 14.400 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm, tăng 6,43% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới là 492, tăng 10% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 3.602 tỷ đồng. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 137 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đã giải thể 58 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng là 225 doanh nghiệp, số doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động 82 doanh nghiệp. Đã thu hút 25 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 40.600 tỷ đồng, trong đó đã thu hút 18 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong 9 tháng năm 2018, tổng lượt khách đến tỉnh đạt 3.500.000 lượt, tăng 25,82% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 1.420.000 lượt. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 667,8 triệu đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 72,6% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2018 ước tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,3%, cấp nước và thu gom rác thải tăng 2,37%, công nghiệp khai khoáng tăng 2,3%, sản xuất phân phối điện nước đá giảm 23,8%. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tập trung triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành đã đề ra từ đầu năm, trong đó tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như chỉ đạo ổn định và phát triển sản xuất, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng kinh tế đã đặt ra trong năm 2018. Tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn định của các sản phẩm chủ lực đã có, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án tăng năng lực sản xuất, tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, sớm khởi công dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2018, thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Nghiên cứu sắp xếp giảm giải thể một số đơn vị tổ chức sự nghiệp trên địa bàn, rà soát cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách, tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu. Cũng tại cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua 3 đề án quan trọng để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 12 tới, trong đó đáng chú ý đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện khu vực 1 kinh thành Huế có khoảng 4.201 hộ dân sinh sống. Việc cấp thiết di dời dân cư cả khu vực này nhằm gìn giữ bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn các giá trị văn hóa do tiền nhân để lại, ổn định cuộc sống của người dân, bảo vệ đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan, phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch ổn định và nâng cao đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị phải nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, đổi mới phong cách điều hành, đổi mới tư duy để nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thay đổi thực chất các nội dung điều hành, tạo đồng thuận cao trong tập thể, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành, nhất là trong công tác thu hút đầu tư. Chủ tịch đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành địa phương nâng cao tinh thần phục vụ hơn, tăng cường đi cơ sở hơn, xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế. Sớm hoàn chỉnh các đề án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính với mục đích phục vụ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị, trong các chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã có nhiều phóng sự phản ánh cuộc sống khó khăn cũng như mong muốn sớm được di dời ổn định cuộc sống của người dân khu ổ chuột Hồ Thành Hào, đường Trần Huy Liệu hay cả khu vực Thượng Thành Eo Bầu. Đây cũng chính là phạm vi và mục tiêu của đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh Thành Huế mà Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua trong phiên họp chiều qua. Đây là một đề án rất lớn và để hiện thực hóa, đòi hỏi quyết tâm và sự thống nhất từ trung ương cho đến địa phương và đặc biệt là phải xác định rất rõ phương án tài chính và khung pháp lý để giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho nhiều đối tượng khác nhau. Phóng sự sau sẽ cho thấy phần nào các giải pháp quan trọng này. Được biết đến là thành kinh đô duy nhất còn lại của Việt Nam hiện nay và bao bọc trong mình những công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan môi trường. Nhưng ở một khía cạnh khác, hệ thống Kinh Thành Huế còn là nơi ghi dấu những biến động của dân cư kéo dài qua nhiều thời kỳ lịch sử. Hệ quả chính là thực trạng hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay. Dân cư sống ở Thượng Thành và ở Phòng Lộ, có một phần ở giáp Hộ Thành Hào nữa là có cuộc sống vô cùng khó khăn, gần như không có nghề nghiệp ổn định, tình trạng thì hết sức là vất vả, trong những điều kiện rất là gần như là thiếu thốn đủ thứ bề. Chính vì vậy cái nhiệm vụ mà để sớm di rời giải tỏa người dân đấy thì nó cái nhiệm vụ an dân là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi vì ổn định cho cuộc sống của người dân đó là nhiệm vụ hàng đầu. Tiếp theo đó là cái nhiệm vụ để bảo vệ giữ gìn cái di sản. Chúng ta có di rời cái dân cư ra khỏi khu vực một di tích thì mới có điều kiện để bảo vệ, từ đó trùng tu phục hồi hoàn nguyên các cái giá trị của cái di sản Huế. Tính cấp thiết của việc di dời bộ phận dân cư này là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, việc thực hiện một dự án lớn như vậy cần một nỗ lực chung thống nhất từ trung ương đến địa phương, trong đó quan trọng nhất vẫn là xác định rõ cơ chế và nguồn lực thực hiện. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 2 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, di sản cố đô Huế là tài sản quý giá của quốc gia, việc bảo tồn và gìn giữ là trách nhiệm chung của cả nước. Tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất cơ chế đặc thù về di dời, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi khu vực 1 di tích Huế. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phù hợp. Ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế xây dựng đề án, khung chính sách và cơ chế đặc thù di dời, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế. Từ thực tế công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến di tích tại địa phương, mà cụ thể dự án gần nhất là dự án đầu tư tu bổ và tôn tạo Kinh Thành Huế, thực hiện từ năm 2011 đến 2015. Hợp phần giải tỏa định cư gần 900 hộ dân Thượng Thành và Eo Bầu do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đảm trách chỉ mới giải tỏa được một phần nhỏ do những bất cập trong chính sách bồi thường. Chính vì vậy, trong lần xây dựng đề án này, thành phố Huế sẽ tính toán để có khung pháp lý sát hợp với thực tế nhất. Tỉnh, thành phố đã tập trung rất lớn các nguồn lực trong quá trình thực hiện này, đã di dời các hộ trong khu vực vùng 1 là khoảng 1.000 hộ trên 5.000 nhân khẩu để đảm bảo và phát huy giá trị di sản. Và qua quá trình làm việc thì chúng tôi cũng nhận thấy là nó có những cái công việc mà các cái mốc thời điểm về quy hoạch trước đây là những cái vướng mắc trong cái quá trình các hộ dân không đủ điều kiện bồi thường hoặc chưa được hỗ trợ trong chính sách này, thì những cái việc mà những cái mắc mở trong cái khung chính sách trước đây thì chúng tôi đã đưa vào trong khung chính sách này để làm sao đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân trong quá trình là đủ điều kiện trong quá trình để tái định cư. Bởi vì trong cái đối các dự án của khu vực này thì do quá trình của lịch sử thì cái việc các cuộc biến cố lịch sử thì các hộ dân ở các vùng ven lên di cư ở trên thành phố trong những năm trước giải phóng. Còn từ sau những năm giải phóng thì đảng, chính quyền địa phương, các phường xã thì quản lý rất chặt trong các hộ này. Những số hộ phát sinh là chủ yếu là trong quá trình điều kiện của hộ, trong quá trình sau khi con cái trưởng thành thì phải nới rộng ra để làm nhà ở trên các cái khu vực này. Thì cái vấn đề là điều kiện của hộ khó khăn thì chúng ta phải có chính sách hỗ trợ về đất, hỗ trợ về tiền. Đặc biệt là hỗ trợ làm sao để đủ người dân có nhu cầu tới ở nơi ở mới và làm được nhà để ổn định cuộc sống.
Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích kinh thành Huế được xây dựng khá toàn diện, bởi bên cạnh mục tiêu bảo tồn, phát huy di sản, tỉnh Thừa Thiên Huế còn xem đây như một cơ hội để thực hiện chủ trương giãn dân, an dân, giảm thiểu áp lực gia tăng mật độ tham gia giao thông, chỉnh trang cơ bản đô thị vùng kinh thành Huế và tạo sức bật mới cho khu vực phía bắc của thành phố Huế, nơi tái định cư của hàng nghìn hộ dân di dời. Cùng với việc xác định tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, các dự án ưu tiên, lộ trình thực hiện, đề án cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể và phương án tài chính. Và chúng tôi xác định là trong những năm qua thì cái nguồn thu trực tiếp từ vé tham quan của khu di tích Huế đã tăng lên với tốc độ rất là nhanh. Và như chúng ta biết thì nếu mà cách đây khoảng 5-6 năm thì cái nguồn thu đó mới khoảng 80 tỷ một năm. Như năm 2017 vừa rồi thì chúng tôi tổng cái nguồn thu từ vé tham quan đã đạt 320 tỷ. Và chúng tôi tính nếu mà theo cái lộ trình như thế này thì chúng chắc là chỉ trong vài năm nữa chúng ta có thể đạt mốc được khoảng độ 500 tỷ. Để chúng tôi thôi tính với cái nguồn thu như vậy thì mỗi năm thì chúng tôi sẽ đầu tư khoảng độ 30% từ tổng cái nguồn thu từ vé tham quan này dành cho cái đề án di dời giải tỏa dân cư. Thì như vậy ít ra trung bình mỗi năm thì chúng ta cũng có khoảng độ trên 100 tỷ đến 150 tỷ dành cho cái đề án này. Như vậy thì nếu như vậy thì ít ra trong cái giai đoạn 5 năm tiếp theo ở đây thì cái nguồn thu trực tiếp từ cái khu di tích Huế có thể đóng góp được khoảng 30% trong cái nguồn lực cho cái đề án này. Thì đó cũng là một cái nỗ lực rất lớn mà chúng tôi hy vọng là sẽ góp phần để thực hiện thành công cái đề án mà hiện nay tỉnh chúng ta đang quyết tâm để triển khai và thực hiện. Cùng với quyết tâm của Thừa Thiên Huế, sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính phủ, các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự ủng hộ xuất phát từ nguyện vọng thiết tha của đa số người dân nằm trong diện di dời. Mong rằng đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế sẽ sớm được triển khai, thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục với những thông tin khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 133/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Điều kiện sẽ tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là tác giả có tác phẩm công trình văn học nghệ thuật được sẽ tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành tốt pháp luật Việt Nam. Tác phẩm công trình văn học nghệ thuật sẽ tăng phải đáp ứng các điều kiện đã được công bố sử dụng giữa các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thời gian công bố tối thiểu là 5 năm đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh và 3 năm đối với Giải thưởng Nhà nước. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa công bố chương trình xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam. Theo đó, từ nay đến cuối năm sẽ triển khai xếp hạng thí điểm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và một số tỉnh thành phố thu hút đông lượng khách du lịch. Việc xếp hạng được thông qua đánh giá cho điểm 3 tiêu chí chính là năng lực, kiến thức và kỹ năng. Trong đó, tiêu chí năng lực chiếm 20% tổng số điểm, tiêu chí kiến thức chiếm 50% và 30% tiêu chí kỹ năng. Các hướng dẫn viên đạt từ 51% trở lên sẽ được xếp hạng 3 sao, 4 sao và 5 sao. Sau chương trình xếp hạng thí điểm, hội hướng dẫn viên sẽ hoàn thiện tiêu chí và quy chế để thực hiện trên toàn quốc. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam, ngành thủy sản đã có những thay đổi căn bản, góp phần nâng sản lượng khai thác hải sản hàng năm. Tuy nhiên, cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh thủy sản khai thác đang đối diện với thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Trong 10 năm qua, hàng loạt chính sách ưu đãi về đầu tư tín dụng, bảo hiểm, thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản đã được áp dụng trong thực tiễn. Có thể kể đến các chính sách như hỗ trợ xăng dầu, đào tạo thuyền trưởng, giao đất, giao mặt nước biển lâu dài cho ngư dân, chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác hải sản, giảm tổn thất sau thu hoạch. Cùng với đó là các chính sách hợp tác phát triển nghề cá với các quốc gia có vùng đánh cá chung với Việt Nam. Đặc biệt, sự ra đời của luật thủy sản năm 2017 đã đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình hội nhập quốc tế. Luật thủy sản đã được xác định là có cách tiếp cận rất là mới trong công tác về quản lý ngành khai thác hải sản và đáp ứng được những tương thích đối với những yêu cầu quốc tế. Chính sách thay đổi đã tạo động lực mới cho việc phát triển ngành thủy sản, đặc biệt là khai thác hải sản khơi xa và nuôi trồng hải sản xa bờ.
Cụ thể, khai thác và chế biến hải sản đã tăng 50% trong 10 năm, từ 2,07 triệu tấn năm 2007 lên 3,19 triệu tấn năm 2017. Công nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam hiện nay thuộc loại khá trên thế giới. Có 500 cơ sở đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU. Tuy vậy, giá trị xuất khẩu giai đoạn vừa qua tăng khá chậm. Năm 2010 đạt 6,03 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2016 mới đạt 7,05 tỷ đô la Mỹ. Đối với tiếp cận thị trường thì chúng ta phải tiếp cận từng bước. Mà nếu chúng ta không có những cái chất lượng tốt nhất thì rõ ràng là chúng ta khó mà có thể giữ được cái vấn đề cái tốc độ tăng trưởng, và như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cái vấn đề xuất khẩu của chúng ta. Các chuyên gia cũng đánh giá giá trị xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của ngành hàng này. Mặc dù lĩnh vực khai thác xa bờ cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư hiện đại hóa tàu cá, chuyển đổi dần từ tàu cá vỏ gỗ sang vỏ composite, vỏ thép. Đặc biệt đến năm 2017 đã có hàng nghìn tàu cá được lắp đặt thiết bị Mobima. Đây là thiết bị giúp cơ quan quản lý có thể giám sát từ xa, phát hiện các tàu cá vi phạm vùng đánh bắt, đồng thời hỗ trợ ngư dân trong trường hợp tai nạn hay cấp cứu khẩn cấp. Các địa phương đánh giá cao hiệu quả của thiết bị này. Tuy nhiên, chi phí đắt nên lượng tàu được lắp đặt còn khiêm tốn. Nếu không có cái hệ thống Mobima thì như tôi đã nói là chúng tôi giám sát là qua cái hệ thống VX-1007. Nhưng mà giám sát qua 1007 thì nó không thể nào mà đạt được cái hiệu quả. Thì nếu như người ta mà không nhắn tin về thì trạm chúng tôi cũng không thể biết được là vị trí tàu. Phải nói là cái hệ thống Mobima là hệ thống rất tốt. Tuy nhiên cái chi phí hiện nay lắp đặt cũng khá đắt. Cho nên là dự kiến thời gian tới thì Tổng cục Thủy sản cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ cái dự án thông tin giai đoạn 2, nâng cấp các trạm bờ cũng như là lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt là cái luật thủy sản mới 2017 sẽ có hiệu lực tháng 1 năm 2019 thì yêu cầu tất cả các cái tàu khai thác xa bờ phải lắp đặt các cái thiết bị giám sát hành trình. Trong bối cảnh thủy sản Việt Nam đang phải nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, việc hiện đại hóa trong đó có các thiết bị giám sát hành trình sẽ góp phần đáp ứng quy định của Liên minh châu Âu trong vấn đề đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, với sức sản xuất như hiện nay thì nguồn cung thịt lợn cho dịp cao điểm cuối năm là không thiếu. Bên cạnh đó, giá thịt lợn sẽ ổn định trong khoảng từ 51.000 đến 53.000 đồng 1 kg, người chăn nuôi vẫn có lại. Trong quý 3 năm 2018, sản lượng thịt lợn tăng hơn 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong quý 4 sẽ còn tăng hơn nữa, bởi từ tháng 4 năm 2018, khi giá lợn hồi phục thì người chăn nuôi bắt đầu quan tâm đến chăn nuôi lợn. Trước mắt, giá lợn dự ở mức khoảng 50.000 đồng 1 kg cho đến Tết và dự kiến sau đó có thể giảm xuống khoảng 45 đến 48.000 đồng 1 kg. Dự báo giá lợn hơi sẽ tăng nhẹ trong những tháng cuối năm do nhu cầu tăng. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan vào Việt Nam, đặc biệt tăng cường tuần tra phát hiện và xử lý các trường hợp đưa lợn và thịt lợn không rõ nguồn gốc vào Việt Nam. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có tốc độ lây lan rất mạnh, trở thành mối đe dọa trực tiếp đến ngành chăn nuôi lợn Việt Nam. Trước nguy cơ trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cơ quan này cũng đặc biệt là khuyến cáo các chủ trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với chủ động các biện pháp nhằm đối phó với dịch tả lợn châu Phi, ghi nhận của phóng viên Huế ngày mới. Trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn CP Lam Điền nằm trên vùng cảng xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền là một trong số trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế với 4.400 con. Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi có tốc độ lây lan mạnh, chủ trang trại này đã có nhiều giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn như vệ sinh tiêu độc định kỳ 2 lần một tuần, rải vôi lối ra vào trang trại, hạn chế người ra vào trang trại. Qua cái thời gian mà bị bùng phát cái dịch bệnh của châu Phi thì chúng tôi đã bên ngành chức năng họ đã khuyến cáo và chúng tôi đã chuẩn bị là tiêu độc khử trùng này với lại một tuần là hai lần xịt khử trùng trên một tuần với lại một tuần như rắc vôi ngăn ngừa không cho ai ngoài vật xuất nội vật nhập là không cho ai vô ra trang trại hết. Quần áo từ đến quần áo bảo hộ như là cứ mỗi ngày như thế là phải làm khử trùng mỗi lần thì mới được vào trại. Quảng Lợi là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế trang trại.
Hiện toàn xã có 45 trang trại với tổng diện tích gần 190 hectare, chủ yếu là chăn nuôi heo và gà. Kinh tế trang trại phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Vì vậy, bên cạnh việc quy hoạch vùng, đầu tư cơ sở hạ tầng, có nhiều chính sách kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lợi còn quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đối với địa bàn Quảng Lợi cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai hết sức là cụ thể, đồng thời triển khai cho từ hệ thống chính trị ở xã đến thôn, đảm bảo nhất là cái đội ngũ công tác cán bộ thú y phải tăng cường chỉ đạo kiểm tra, có cái để là phát hiện kịp thời, để báo cáo với lãnh đạo địa phương để có cái kế hoạch chỉ đạo hết sức là cụ thể, nhằm đảm bảo đừng để tình hình dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Thừa Thiên Huế hiện có tổng đàn lợn gần 200.000 con, trong đó có 22 trang trại có quy mô chăn nuôi lớn, chiếm 40% tổng đàn. Vì vậy, để đảm bảo môi trường chăn nuôi phát triển bền vững, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các chủ trang trại, hộ chăn nuôi trước hết cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đẩy mạnh tiêm phòng dịch tả lợn cổ điển bằng vaccine. Trong chăn nuôi thì bà con trong giai đoạn này là cố gắng chăn nuôi an toàn sinh học. Chăn nuôi an toàn sinh học nói như vậy thôi, chứ khi mà mua giống, nhập giống chúng ta phải rõ nguồn gốc hoặc là tự sản xuất giống để nuôi. Nuôi giống, mua giống ở trong địa bàn để nuôi, tránh trường hợp là mua không rõ nguồn gốc, không may là có các cái tư thương lợi dụng mà có cái mầm bệnh thì rất nguy hiểm. Rồi là cũng tiêm phòng, cũng tiêu độc, rồi là trong cái phạm vi của mình là cố gắng là kiểm soát cho tốt. Đây là những cái việc mà cần thiết trong cái chăn nuôi an toàn sinh học. Theo các chuyên gia, dịch tả lợn châu Phi hiện nay chưa có vaccine để điều trị. Nếu bùng phát thì tỷ lệ tử vong trên đàn lợn là 100%. Đây là bệnh do virus gây ra qua các trung gian truyền bệnh, bởi virus này có thể bám trên áo quần hay thực phẩm tươi sống du khách mang theo khi đi du lịch. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai. Bắt đầu từ chiều qua và kéo dài, xu hướng suy yếu của không khí lạnh trong ngày hôm nay nên Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt tăng ở mức 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, độ ẩm phổ biến từ 75 đến 82%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.